vừa nhỏ gọn, vừa xinh xắn, vừa đáng yêu. Đó là những tính từ mà Vinmax dành tặng cho sản phẩm một chiếc bình phun xịt áp lực Turbo PT05. Một chiếc bình phun inox dùng để phun thuốc trừ sâu, thuốc khử trùng hay là sử dụng để tưới cây. Và sản phẩm này thì được xuất xứ từ Hàn Quốc và được phân phối bởi công ty cổ phần công nghệ Vinmax. Và chào mừng bạn đến với video review sản phẩm của Vinmax. Một chiếc bình phun có dung tích là 5 lít với các đầu bơm xi lanh được làm từ thép không gỉ. Phần dây dẫn thì được làm bằng nhựa dẻo cao cấp. Không giống như các loại sản phẩm thông thường trên thị trường, phần van được thiết kế bằng đồng thau giúp ngăn chặn được sự ăn mòn bởi hóa chất và các chi tiết của máy rất là tinh tế. Sản phẩm thì sử dụng khá là đơn giản. Sau khi chúng ta cho hóa chất thì chúng ta sẽ bơm cái phần tay bơm này để cho trong bình tạo ra được áp lực, tạo ra được áp suất, và bên cạnh sẽ được trang bị một chiếc đồng hồ để chúng ta có thể theo dõi được cái lượng áp suất khi mà chúng ta bơm lên. Và ở đây khi mọi người bơm lên đến khoảng tầm áp suất hiện lên vạch số 2 hoặc số 4 là chúng ta đã có thể sử dụng vận hành cái chiếc bình phun này rồi. Như mọi người quan sát thấy thì khi mà bạn kỹ thuật viên của bên mình bơm thì tương tự giống như chiếc bơm xe đạp ấy ạ. Thì mọi người cũng nhấn xuống, nhấn lên, nhấn xuống để tạo được cái áp lực ở bên trong, để đồng hồ hiển thị áp lực sẽ di chuyển. Rồi, sau khi mà áp lực đã lên đến khoảng tầm số 2 thì chúng ta sẽ đóng van lại và chúng ta sẽ đeo bình lên. Sau khi đeo lên thì chúng ta sẽ bóp cái phần ngoài của cái súng này để cho hóa chất của chúng ta sẽ được phun ra ngoài. Mới có thể nhìn thấy được là những cái giọt xương rất là mịn. Và chúng ta khi mà chúng ta bơm hóa chất, bơm khử khuẩn, khử trùng thì mọi người sẽ di chuyển vòi liên tục để cái hóa chất của chúng ta sẽ được đều hơn và sẽ thẩm thấu vào các thiết bị cũng như là các cái bề mặt. Trong quá trình hóa chất được phun ra thì đồng hồ hiển thị áp lực sẽ dần dần tụt xuống, đi xuống. Có nghĩa là trong bình lúc này áp suất đang giảm dần và hóa chất của chúng ta cũng đang cạn dần. Sản phẩm này rất là phù hợp sử dụng trong các hộ gia đình, trong các cơ quan, các tổ chức. Mình có thể phun khử khuẩn, khử trùng, phun thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, thuốc diệt muỗi. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì quý vị và các bạn mình liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website bemacviet.vn. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn cho các video lần sau. Chào tạm biệt.